Dạ vâng, cửa hàng nông công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn các bác nhé. Và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc. Hôm nay thì chúng em lên cho các bác xem một máy cưa xích hút Mana 236, một con máy cưa hệ công suất 38cc, phù hợp về cho các bác nào mà khai thác cũng như sử dụng gia đình, khai thác nhẹ nhàng đấy ạ. Còn nếu mà các bác về xài khai thác gỗ to thì con này thì nói chung là không được rồi các bác nhá. Đó, công suất của nó thì 38cc, các bác cân nhắc kỹ. Còn nào phù hợp với gia đình sử dụng, gia đình mình thì các bác nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc. Đó, quay lại chủ đề chính thì hôm nay thì cửa hàng chúng em về được một con máy cưa cực kỳ VIP và xuất sắc luôn các bác nhá. Vừa rồi thì cửa hàng chúng em có về được 1-2 cây. Đó, đã đăng lên và đã có nhiều khách chốt rồi. Có nhiều khách hỏi nhưng mà cũng hết hàng hệ như thế này. Hôm nay thì mới về được một con, thêm một con nữa các bác nhé. Hệ hút mana sử dụng hệ này là dòng bãi Thụy Điển các bác nhé. Đó, có lẽ là các bác ở ngoài vùng miền Bắc thì có lẽ là hệ này thì không còn xa lạ gì nữa rồi. Đây, tất cả thông số của nó đây các bác nhé. Đó, hút mana 236E, con này sản xuất năm 2018, hút mana Sweden các bác nhé. Hệ E là hệ có trợ lực các bác nhá. Và con này thì có trợ lực lò xo cho các bác. Đó, sụp giật rất là nhẹ nhàng, tích hợp cho các bác luôn một núm mơ sang phụ. Máy móc tình trạng là quá đẹp rồi. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Hệ tình trạng đẹp như thiếu thùng luôn. Em nghĩ con này thì chắc tầm khoảng 90% nữa, cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn cho các bác. Đó, ốp làm thì tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn xích nhanh. Máy móc cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nhá. Lam con này là lam 4 tấc các bác nhá. Lam 4 tấc sử dụng là xích, là xích trung 91 các bác nhá. Xích trung 91, lam là lam bánh xe. Đó, lam bánh xe chưa có biểu hiện tè đầu hay là móp méo gì cả, vẫn là sử dụng vô tư nguyên. Lam xích thì nguyên zin của nó các bác nhá. Vâng, và em đã tháo cái phần nắp ra rồi. Tháo phần ốc nắp ra rồi thì giờ để em cho các bác xem bên trong nội thất của em nó sẽ như thế nào các bác nhá. Các bác nhìn thấy có xuất sắc không ạ? Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Đây, một nòng hơi thì quá là đẹp rồi. Đây còn mã số của nó luôn các bác nhá, mã số còn in dập trên nòng luôn, nguyên zin nguyên bản, máy móc thì đảm bảo cho các bác là chưa bung chạm gì cả. Đó, điện nguyên zin này, điện đóm zin hết của nó các bác nhá, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Bình xăng con bộ chế hòa khí nguyên zin nguyên bản, tình trạng máy quá là xuất sắc các bác nhá. Con này được tích hợp cho nó là giảm nhún lò xo. Đó, công nghệ giảm nhún lò xo thì các bác rất là êm luôn các bác nhá, nổ rất là êm luôn. Đó, nó êm hơn cả mấy cái hệ mà xả nhún cao su các bác nhá. Đây, quay chi tiết cho các bác xem qua. Máy móc cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Đây, thông số của nó đây nhá, 38cc. Đầu máy không là 4,7kg. Nếu mà cả lam xích vào nữa thì nó rơi vào tầm khoảng hơn. Đấy, và tất cả thông số của nó là như thế. Máy móc tình trạng quá là đẹp luôn các bác nhá. Đây, chuẩn nguyên rin của nó này, dập mã số ký hiệu đàng hoàng. Con này thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Các bác nào mà nhìn thấy có một linh kiện nào thay thế thì cửa hàng chúng em sẵn sàng tặng cho các bác luôn cây máy đó. Đó, nên là cửa hàng chúng em thì đảm bảo cho các bác là uy tín là vàng các bác nhá. Đây là phần nắp đổ xăng pha nhớt, còn đây là nhớt thải để bôi trơn lam xích các bác nhá. Rồi, test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Có tích hợp chủ giật trợ lực lò xo nên giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Máy móc nổ cực kỳ êm luôn các bác nhá. Dọn rửa xong thì đôi khi các bác nhìn nó có một cái vết nước như thế này thì các bác thông cảm giúp em nhé, tại vì vừa mới dọn rửa qua bằng nước xong. Đấy, máy móc thì em đã căn chỉnh cũng như dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Máy móc thì không có vấn đề hay được trục trặc gì cả, nòng hơi thì nguyên zin nguyên bản rồi. Các bác nào ưng ý con này thì muốn tham khảo thêm có thể liên hệ qua cho em, còn các bác nào muốn chốt thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em hoặc là số điện thoại cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi.
Còn các bác đang sử dụng Zalo để kết bạn qua Zalo cho em thì để nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.